Sự khác nhau giữa người tiên phong và người làm theo là hai cái này, nó là hai ranh giới khác nhau hoàn toàn nha. Ví dụ như một cái mẫu đó, mình là cái người tạo ra nó và mình là cái người dẫn đầu xu hướng, có nghĩa là mình tạo ra những cái sản phẩm trang trí, sau đó mình sẽ đi theo con đường của mình, thì chắc chắn là mình luôn luôn là người tạo ra. Dù ngày hôm nay ví dụ như bạn có nhái một mẫu của mình đi thì ngày mai thì mình vẫn có thể tạo ra được mẫu mới. Nhưng mà những người mà tạo ra theo kiểu là lấy mẫu của người khác rồi sau nhái theo á, thì mãi mãi cũng là người đi sau. Vậy trong kinh doanh, bạn muốn trở thành cái người đi sau hay là muốn người dẫn đầu? Từ đó tới giờ nha, mình rất tự tin một điều là mình chưa bao giờ dùng mẫu của một bạn nào, hay là sao nhái, hay là dùng ý tưởng của bất kỳ một bạn nào để làm mẫu. Nhưng mà có một số sản phẩm của mình á, khi mà làm ra thì các bạn sẽ làm theo. Sau khi bạn làm theo rồi, các bạn lại đăng lên giống như kiểu mà các bạn danh chính ngôn thuận làm dần, thì mình không biết các bạn đã có ngại không. Như đối với bản thân của mình á, cái điều này rất là ngại nha bạn. Không biết là bạn có thể không ngại với khách của bạn, tại vì đơn giản là lỗi đó là lỗi từ khách. Khách liên lạc với bên mình xong mà cảm thấy giá cả bên mình cao quá, không phù hợp, nên đưa cái mẫu đó hỏi bạn có làm được không. Mà cái lỗi sai lớn nhất nữa là do chính bạn. Tại sao bạn lại chấp nhận cái điều đó khi khách hàng đưa ra? Mình có quyền từ chối để bảo vệ, để cái uy tín của bản thân mình, mắc gì phải đi sao nhái mẫu của đơn vị khác. Đây là một trong những cái vấn nạn mà ngành trang trí hầu hết ai cũng bị như vậy. Nhưng mà nói đi nói lại thì sẽ không bao giờ làm được, tại vì đơn giản là khách hàng họ có quyền lựa chọn cái giải pháp tốt nhất, và người kinh doanh thì họ luôn luôn chọn cái yếu tố để duy trì và phát triển sự nghiệp của mình, thì chắc chắn là họ phải chấp nhận cái điều đó. Nhưng mà bạn tin mình đi, trong kinh doanh đó, nó có cái thứ mà vô hình dung đó, đó là đạo đức của nghề. Những cái mà mình làm trên sản phẩm người khác, những cái mình giờ dùng trên công sức và ý tưởng của người khác đó, thì mãi mãi của mình cũng là người đi sau, sau trong nhiều cái lắm bạn. Cho nên rằng là những bạn nào mà thường xuyên mà nhái mẫu á, thì mình có nên chăng là bạn nên suy nghĩ lại rằng là đừng làm những điều đó không? Tại vì đơn giản là bạn cũng có tài năng, bạn cũng có sức khỏe, thì tại sao bạn không sáng tạo đi? Mình hãy bán cái chất xám của mình chứ mắc gì phải đi dựa trên chất xám người khác. Mình nói ra thì có nhiều bạn nói nhục, ôi trời, mẫu của ông xấu gần chết, tôi đâu có cần thiết phải làm theo đâu. Bạn nói kiểu là giống như là ở đây không ai thèm nhái, không ai thèm nhái bạn ơi. Thật sự nếu bạn có thể tìm hiểu những cái phân khúc tầm trung của mình, mà những sản phẩm của mình là bị nhái nhiều nhất luôn, kể cả có những đơn vị có tên luôn, vẫn bán theo những người đã rất là nhiều lần mình gọi là chỉ mặt điểm danh, đích danh lên trên Forbes của mình luôn rồi, nhưng mà các bạn vẫn cứ lì, vẫn cứ lấy hình của mình rồi chạy, rồi kiểu mà giống như là coi như đúng rồi. Có nhiều bạn rất là kỳ nha, lấy hình của người khác xóa luôn logo. Bạn làm như vậy kìa, thà là bạn lấy hình của người khác, bạn ghi cái nguồn đi. Bạn biết tại sao mà mình lại la sồn sồn lên như vậy để mà không ấy không? Tại vì đơn giản á, sản phẩm mình nó không phải là mớ rau mớ cá kiểu mà rẻ tiền. Mình bán một cái giá trị rất là cao. Sau đó bạn lấy hình của bạn mình về, các bạn che cái logo đi, bạn đăng lên trên nền tảng của bạn. Bạn đăng lên rồi các bạn chạy với giá là dăm ba đồng lẻ như vậy, thì khách hàng của mình á, thì họ sẽ buồn cho tại vô tình một người bạn của họ đi trên cái gọi là phở bò của bạn, thấy được cái tấm hình đó đó, vậy tính ra là cái đám cưới này có bằng này tiền. Nhưng thật ra người ta chi trả một số tiền khá là lớn để người ta có được một công trình đám cưới. Vậy mình nỡ lòng nào bạn có thể dùng những tấm hình đó bạn bán với một cái giá 5-3 đồng để bạn tăng tương tác? Thì đây là một trong những hành vi mình nghĩ rằng là những người làm nghề không nên làm như vậy. Con đường mà đi nó còn sáng lắm. Bạn làm gì mà để cho tổ nghề có thể hỗ trợ cho bạn có thể phát triển được? Đó là đừng đi sao nhái. Đây là một trong những cái điều mà rất là ghét. Thật sự mà nói thì có nhiều khi mà chỉ đích danh hoài thì cũng tội, mà không chỉ thì cũng không được. Cho nên hy vọng rằng là những bạn nào mà thường xuyên hay gọi là ý tưởng lớn gặp nhau trên những sản phẩm của mình á, thì các bạn nên bỏ cái điều này. Tại vì đơn giản rằng là ai cũng có công sức của ai, ai cũng có mồ hôi nước mắt hết, và không ai muốn người khác hưởng trên mồ hôi nước mắt mà không có vụ lợi cả, đúng không? Cho nên là các bạn nên chăng mình có một cái gọi cái tư duy tốt hơn trong nghề. Thà là mình không bán, còn mình đã bán là phải vang danh, chứ mình đừng có làm như vậy để mà mất đi cái uy tín bản thân của mình. Cho nên là thật sự đây rất là ghét. Nói chung là một dòng mình lướt thôi, mình thấy rất là nhiều hình ảnh của mình, và các bạn nhái tới nhái lui thì đơn giản là làm sao mà đăng ký độc quyền được, tại vì làm một mẫu rồi bỏ, làm một mẫu rồi bỏ. Nhưng mà các bạn dựa cho nó để làm ra thì cảm thấy rất là khó chịu. Có nhiều người góp ý là Tứ bỏ logo, trời, bỏ 8.000 cái logo vô luôn mà nó vẫn tháo logo ra như thường. Không biết là các bạn có cái suy nghĩ gì luôn. Các bạn là một trong những người gọi là có cái kinh nghiệm mà đi lấy hình người khác mà che logo rất là xuất sắc luôn. Cho nên là nói tới đây, ai có liên quan thì người đó tự nhột ha, ai liên quan thì người đó tự nhột. Và hy vọng rằng là các bạn đừng có lấy sản phẩm người khác, mà đặc biệt là những cái tiệc lớn bạn lấy lên mạng chạy. Năng lực nó quan trọng lắm bạn, được chưa? Nội tài năng lực lắm. Bạn có lấy về để chăng nữa, làm nó cũng có giống. Tại vì đơn giản là mình nè, mình là cái người làm ra cái mẫu này nè, mà biểu mình làm lại chưa chắc mình làm giống nữa. Làm sao làm giống được? Nghệ thuật mà, nghệ thuật nó cần phải có lúc thăng hoa, nó cần phải có feel, nó cần phải có cảm xúc, và nó hên xui tùy bữa đó, đúng không? Vậy tại sao nỡ lòng nào cứ lấy sản phẩm người khác đi nhái nha? Đó, gửi đến những bạn mà hay nhái mẫu của mình đó, thật sự rất là ghét luôn. Vô tình lướt lên một vòng thì thấy quá nhiều luôn, rất là bức xúc luôn. Mà gọi tên hoài rồi, không phải là không gọi đâu, gọi hoài luôn đó,
nói chung là chúng ta có quyền thấy để mà chúng ta gọi là sao ta, suy nghĩ ý tưởng dựa trên ý tưởng người khác được, nhưng mà trong đầu mình thôi. Mình nhất thiết phải lấy hình ảnh của người khác mình đăng lên như mớ rau mớ cải lên như vậy thì tội nghiệp người ta, trong khi người ta bỏ rất là nhiều cái để người ta PR, người ta bỏ rất là nhiều cái để người ta làm truyền thông, chứ đâu có đơn giản được, mày hiểu không? Nói chung này, mẫu mình không đẹp, được cái là mình làm giỏi, mình truyền thông tốt, cho nên mẫu mình được nhiều người tiếp cận. Thì khi nhiều người tiếp cận thì nó được coi là hot, chứ không đồng nghĩa nó đẹp. Đừng lấy mẫu của mình, đi lấy của ai lấy đi, đừng lấy của tôi là được nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Mình là Sam Anh Tứ, chia sẻ những clip hậu trường và nghề trang trí cưới để là gửi đến những bạn mà thường xuyên lấy hình của mình mà che logo. Ai làm tự nhột nha, đừng để gọi đích danh tôi một lần nữa. Cảm ơn, bye bye.